Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng ha. Quả thử cây củ này luôn anh chị ơi. Đó. Củ này thì bao đẹp. Mai số 445. 445. Quanh sát của đế là 26,5. Sát đế 26,5. Trên đây là 25. Trên đó 25. Chiều cao 62. Chiều cao 62. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. Đó. Quả khứ cây này lùng lực đẹp nghe anh chị. Mã số đầu tiên là 445 nghe cô chú anh chị, cây rất là đẹp ha. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 1,7 triệu nha anh chị, bao ship luôn ha, quá đẹp luôn chị ơi. Rồi tiếp theo 446. Quanh sát của đế 28. Sát của đế 28. Xích đó 26. Chiều cao 70. Đường kính bầu 45. Mã số là 446 nha anh chị. Rồi cây này em để ghẻ của chú anh chị mình là 1,3 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn, 1,3 triệu. Rồi tiếp theo 447. Mai vàng đế lưu nha anh chị. Đó, nằm trong cái lưu á. Quá trời đế ngoài này luôn. Sát của đế 28. L22, nguyên củ đế luôn nha anh chị. Quanh củ đế trên này là 92. Nguyên củ đế 92. Chiều cao 90. Rồi 447 cái này 1,5 triệu đó anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn nha. Quả trời củ đế nha. Rồi tiếp theo. Cái này đâm trời quá trời, đâm trời luôn nè cô chú chị. Đâm trời quá trời luôn ha. Quanh 26. Chiều cao 78. Đường kính bầu 46. Mã số là 448. Rồi cái này giao luôn chị, 1,2 triệu luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo 449. Ồ cái này cũ nó bự. Chà bá luôn nha chị. Quanh sát đế 35. Sát đế 35. Đây là 31. Đó 31. Cầu luôn. Đường cầu 50. Cây này khá to và đẹp ha. Rồi cây này 1,9 triệu chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 445 ha. Rồi tiếp theo. 450. Nãy 4 mấy? 49 sao nãy đọc 445. Rồi tiếp theo cây này là mã số là 450 nghe anh chị. Cây này là 449 nha. 449 à, 450. Quanh sát của đế 26. Sát đế 26. Trên đây 25. Chiều cao 67. Đường kính bầu 45. Rồi cây mã số là 450 nha anh chị. Rồi cây này để ghẻ của chú anh chị mình 1 triệu nha. Củ đế chà bá luôn, bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo cây đế luôn nha anh chị. Quả khứ luôn ha. Kéo xèo xù luôn nha. 451 nha anh chị. Quanh 24. Quanh 24. Củ đế 91. Chiều cao 1,02 m. Chiều cao 1,02 m. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43, mã số là 451 nha anh chị. Rồi cái này giao luôn anh chị mình 1,7 triệu luôn anh chị ơi, bao ship luôn, xù luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo 452 nghe chú anh chị. Ồ quá trời cây cũ cái này luôn. Cây này mà cắt lại đẹp lắm luôn. Quanh sát của đế 32. Sát của đế 32. Xích đó 30. Chiều cao 85. Chiều cao 85. Đường kính bầu 45. 452. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 1,5 triệu thôi anh chị ơi, bao ship luôn, cây quá đẹp. Rồi tiếp theo 453. Cây này củ đế dữ dằn, củ đế ha. Cây này loại đất xốp nha chị. Bứng trong cái loại đất xốp. Đủ trời quá trời luôn nữa ha. Nước mầm chừng. Sát của đế 26. Sát của đế 26. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Rồi cây này để ghẻ của chú anh chị mình 1 triệu luôn chị ơi. Cây này củ đế thì bao đẹp luôn cái củ rồi. 1 triệu bao ship, mã số là 453 nha.
Rồi tiếp cây theo, cây này lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Xù luôn ha. Đây. Đó, xù nách, xù chảy quá trời luôn nè. Già cây lắm, già đế thì bao đẹp. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 79. Chiều cao 79. Đường màu 37. 454. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo, cây này khá cao anh chị. 455. Quá trời luôn nè. Quành 25. Cao khoảng 1m4 đó anh chị. Đường kính bầu 47. Rồi cây này em để ghẻ luôn anh chị ơi. 1.000.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Cốt cành quá đều luôn ha. 6. Cây này già cây lắm, già luôn. Quanh đó 23. Chiều cao 38. Đường kính bầu 40. Đế quá trời đế, đều hết trơn nha anh chị. Nguyên một củ đế nè. Gồng nhiều đóng ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi em để cho cô chú anh chị 900.000 thôi chị ơi. 900.000 bao ship 316. 900.000 thôi. Rồi tiếp theo 318. Quá cưới cũ à. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 82. Đường kính bầu 41. 318. Rồi cái này 1.200.000 đó anh chị ơi. Bao ship tặng nhà 1.200.000, 318. Rồi tiếp theo. Ồ cái này cú có đuôi luôn anh chị ơi. Chị thấy cụm đế nó dữ dữ không ha? Đó. À. Cây hết biết cái lực cây luôn ha. Quanh 25. Là đó chỗ này 25 ha, chỗ này bự dữ nữa nha anh chị. Cao 37. Nguyên cũ đặt luôn kìa. Đường màu 43. Đó, quay kỹ cho anh chị coi. Nguyên cái củ đặt kẹo dưới này luôn ha. Mã số là 39. Rồi cái này cũng 1.500.000 anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn, 1.500.000. Rồi tiếp theo 342. Cái này dán thú luôn nè anh chị ơi. Đó. Còn quá có chừng trước luôn nha anh chị. Đó. Cực kỳ quái ha. Cái này quái lắm nha anh chị. Phải dữ dằn luôn ha. Sát của đế 31. Đây là 27. Đó là 27. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Ồ, cực kỳ quái nha anh chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.800.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn, 1.800.000, mã số là 342. Rồi tiếp theo. 343. 343. Ồ, chị coi nè. Quá trời cho bệ nằm về ườn dưới này luôn ha. Quanh 26. Chiều cao 67. Đường kính bầu 54. Mã số là 343. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.400.000 nha. Em bao ship tặng nhà luôn, 1.400.000. Rồi tiếp theo 344. Ồ, cây okay, cái cũ nè anh chị. Quá khứ cái cũ luôn anh chị ơi. Đó. Cũ này dữ dằn luôn nha cô chú anh chị. Mày mà hết biết phủ đế thiệt chứ. Quanh sát của đế 36. Đây là 29. Ừ, đây 36, đây 29. Chiều cao 77. Hết biết đế điều. Đường kính bầu 52. Mã số là 344. Quá dữ luôn. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 nha. Em bao ship tặng nhà, bộ đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo 346. Cây này quá quá quái luôn. Giống vườn thú luôn nha. Ồ, chừng nhỏng lên trước luôn ha. Quanh 27. Quanh 27. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. 346. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1.000.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 347. Ồ, cây này càng bay ra cực kỳ đẹp luôn nè chị. Bệ đế nè. Ồ, hết để cho bệ nha. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Quanh 30. Quanh 30. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Quá trời cũ nha anh chị.
Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu đó anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Quá trời cụ đế ha, 1,7 triệu. Rồi tiếp theo 350. Cốt cành điều gan nha anh chị. Có cái chân này nè. Hoành 29. Chiều cao 1m17. Cây cực kỳ quái ha. Rồi cây này 1,9 triệu luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số là 350. Rồi tiếp theo 351. Cốt cành điều gan từ dưới lên trên ha. Hoành 29. Chiều cao cỡ 1m6 anh chị ơi. Đường kính bầu 52. Cây này anh chị thích chơi tàn, cây này quá đẹp luôn nè. Đó, củ đế thì bao hàng củ đế luôn. Rất biết củ đế. Mã số là 351. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,9 triệu luôn anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. 1,9 triệu. Rồi tiếp theo 358. Cây quá khứ luôn. Mấy cây tay chi tay này uống lâu lắm rồi nha. Rồi em đo cái eo cái này là được 33. Nếu mà đo cái cũ này luôn nữa bự lắm nè. Cũ này 49 lắm. 49 hoành. Chiều cao của cây này là 1m03. Đường kính bầu là 40. Cây 358 nha anh chị. Bự lắm ha. Rồi 1,9 triệu thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 1,9 triệu. Rồi tiếp theo mã số 359. Qua wow, trời cũng đế luôn. Đẹp lắm nha anh chị. Ở cốt cành rồi nha. Quá trời. Này chị nuôi mau lắm, cốt cành có sẵn 35 hoành. Đo tuốt trên eo là được 29 hoành. Chiều cao của cây này là 1m06. Đường kính bầu là 42. Mã số là 359. Cây chi tay cốt cành rất là đẹp ha. Rồi cây này cũng 1,9 triệu anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Cốt cành rất là đẹp ha. 359. Rồi tiếp theo 361. Cây củ đế quá khứ củ đế nha anh chị. 361. Hoành eo em đo được là 28. Chiều cao là 71. Đường kính bầu là 42. Mã số là 361 nha. Cốt cành quá đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,7 triệu đó anh chị ơi. 1,7 triệu. Bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo 362. Ồ, cốt cành điều gan luôn nha anh chị. Cây này quá trời đẹp luôn nè. Này hoành em đo được 38. Đo trên đây là 32. Rồi sát cái củ đế của nó là 45.